chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng. Hôm nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 12 năm 2014. Phần đầu chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý như sau. Hội thảo luật lao động, luật công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra trong hoạt động báo chí. Ngành sư phạm tạm ngừng nhận học sinh dự bị đại học. Bộ Y tế đang phân loại các phẫu thuật, thủ thuật để áp dụng viện phí mới. Hội thảo triển lãm sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt. Mời quý vị bắt đầu theo dõi thông tin chi tiết. Thưa quý vị, hội thảo những cập nhật trong bộ luật lao động và luật công đoàn, những tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư thành phố phối hợp tổ chức đã diễn ra vào ngày 4 tháng 12. Đại diện của nhiều bộ ngành và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham dự hội thảo. Hội thảo cập nhật bộ luật lao động và luật công đoàn, những tác động đến hoạt động của doanh nghiệp lần này, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động nhằm trực tiếp lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong việc triển khai và tổ chức thực hiện theo những quy định của bộ luật lao động và luật công đoàn hiện hành, đồng thời giới thiệu đến doanh nghiệp những quy định mới được sửa đổi bổ sung năm 2014 và chính thức có hiệu lực trong năm 2015. Qua hội thảo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thông qua các hiệp hội để góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, góp phần xây dựng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về công tác kiểm tra năm 2014 cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở các cấp hội của 63 tỉnh thành trong cả nước và 20 liên chi hội báo chí lớn ở Trung ương. Hội Nhà báo là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp có trên 22.000 hội viên trên cả nước. Báo chí đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, nhưng trong thời gian qua, vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo đang là vấn đề được quan tâm. Hội đã xây dựng quy định đạo đức nghề nghiệp bao gồm 9 nội dung để phóng viên, những người làm báo thực hiện tốt hơn, đưa thông tin chính xác, đúng định hướng phục vụ sự phát triển của báo chí cách mạng. Trong những năm qua, việc kiểm tra cũng được Hội Nhà báo tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên, công tác này thời gian qua được đánh giá là vẫn chưa đạt yêu cầu. Có những nhà báo đã vi phạm thông qua những cái bài báo của mình, viết sai sự thật, có lúc là bịa đặt. Có lúc là chưa nghiên cứu kỹ cái thực tế thế nào mình đã thông tin. Thì cái chuyện mà làm thế nào để phóng viên nhà báo làm tốt cái công việc của mình thì vai trò của công tác kiểm tra rất quan trọng. Nhưng chúng tôi cũng nói rõ rằng là công tác kiểm tra không phải là chỉ tìm ra khuyết điểm của ai đó, mà cái nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác kiểm tra là phòng ngừa, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Kiểm tra cần phải nắm rõ hoạt động của tổ chức hội, củng cố lại bộ máy, hạn chế tình trạng hoạt động kiêm nhiệm. Việc kiểm tra về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo cũng cần được tăng cường hơn nữa để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của hội trong thời kỳ hiện nay. Tiếp tục chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hai Bộ Giáo dục Đào tạo và Y tế đã thống nhất tạm dừng việc xem xét mở ngành đào tạo trình độ đại học các ngành y đa khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền và trình độ đại học cao đẳng đối với ngành dược học tại các trường đa ngành không thuộc khối chuyên ngành y dược. Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, quyết định này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ thầy thuốc. Hai bộ sẽ tiến hành rà soát và đánh giá hệ thống cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên toàn quốc giữa đội ngũ cán bộ giảng dạy và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo ngành này. Trong trường hợp cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho một số địa phương, vùng miền, Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế xem xét nhu cầu nhân lực thực tế, thẩm định các điều kiện cần thiết trước khi quyết định cho mở ngành tại các cơ sở không chuyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa có văn bản gửi các trường dự bị đại học, trường đại học có khoa dự bị đại học và trường phổ thông vùng cao Việt Bắc hướng dẫn phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2014-2015. Theo đó, tạm dừng phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học vào ngành sư phạm, đồng thời hạn chế phân bổ học sinh dự bị về các cơ sở giáo dục đại học thuộc Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, số lượng học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học được phân bổ về các cơ sở giáo dục đại học không vượt quá 5% tổng chỉ tiêu tuyển mới hệ chính quy của cơ sở đào tạo nhận học sinh. Với những ngành có nhiều học sinh đăng ký, nguyện vọng 1 của thí sinh sẽ được xét theo kết quả từ cao xuống thấp. Trong trường hợp không đạt nguyện vọng 1, học sinh sẽ được chuyển sang nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3, hạn chế tình trạng học sinh của một tỉnh tập trung đăng ký vào một ngành của cơ sở giáo dục đại học. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thí sinh lớp 12 đang ráo riết chuẩn bị kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Đang tâm trạng lo lắng, không biết đề thi sẽ ra theo hướng như thế nào, mỗi thí sinh được đăng ký bao nhiêu nguyện vọng để dự tuyển vào đại học, cao đẳng cũng như là xét tuyển như thế nào. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, đề thi trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 sẽ có định dạng tương tự đề thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2014. Nội dung đề thi nằm trong chương trình Trung học Phổ thông, chủ yếu lớp 12. Đề thi đảm bảo phân hóa trình độ thí sinh và phải đạt được hai mục đích là xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông và làm căn cứ tuyển sinh vào Đại học Cao đẳng. Vì vậy, đề thi gồm các câu hỏi từ dễ đến khó, vừa đáp ứng yêu cầu cơ bản và yêu cầu nâng cao. Ví dụ, thí sinh thi khối A thì môn ngữ văn và ngoại ngữ chỉ cần trả lời được các câu hỏi ở mức độ cơ bản cũng đã đủ điều kiện để có thể tốt nghiệp trung học phổ thông. Như vậy, thí sinh chỉ cần học tập đáp ứng yêu cầu cơ bản quy định trong chương trình là có thể tốt nghiệp trung học phổ thông và tập trung đầu tư học nhiều hơn vào các môn toán, vật lý, hóa học phù hợp với tổ hợp môn thi, khối thi để tuyển sinh vào trường đại học cao đẳng. Trên lĩnh vực y tế có những thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, theo thông tin của báo Người Lao Động, Bộ Y tế đang phân loại các phẫu thuật, thủ thuật để đáp ứng ứng dụng viện phí mới. Theo đó, tiền phụ cấp trực được tính vào giá ngày giường, phí chi phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá từng loại dịch vụ. Bộ Y tế đang hoàn tất việc xây dựng thông tư quy định phân loại phẫu thuật, thủ thuật, trong đó tính thêm giá phụ cấp trực và phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, do trong lần điều chỉnh vào tháng 8 năm 2012 mới tính 3 trên 7 yếu tố cấu thành viện phí. Theo ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, tại thông tư liên tịch về một số chế độ phụ cấp đặc thù với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế, công lập ban hành tháng 2 năm 2014, viện phí mới sẽ bao gồm phụ cấp trực và phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Y tế chỉ sắp hoàn tất việc phân loại các phẫu thuật, thủ thuật để áp dụng giá mới. Với việc điều chỉnh này, tiền phụ cấp trực được tính vào giá ngày giường, phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá từng phẫu thuật, thủ thuật. Theo đó, giá các ca phẫu thuật, đặc biệt ghép tạng, mổ tim, u não, v.v. sẽ tăng tối đa 1.520.000 đồng trên một ca. Phẫu thuật loại 1 tăng tối đa 660.000 đồng trên một ca. Phẫu thuật loại 2 là 340.000 đồng một ca. Loại 3 là 190.000 đồng một ca. Cùng đó, giá các thủ thuật cũng tăng tối đa 300.000 đồng một ca với thủ thuật loại đặc biệt, 63.000 đồng với thủ thuật loại 2 và 28.500 đồng với thủ thuật loại 3. Theo quy định này, giá ngày giường cũng sẽ tăng từ 10.000 đến 20.000 đồng tùy hạng bệnh viện. Với bệnh viện hạng nhất, mức hiện tại là 55.000 đồng, theo quy định mới sẽ tính thêm 20.000 đồng. Cơ quan bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm thanh toán cho bệnh nhân bảo hiểm hoặc người bệnh sẽ phải tự chi trả nếu không có bảo hiểm y tế. Chuyển sang thông tin khác trên lĩnh vực kinh tế, hội thảo và triển lãm sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo nhằm giới thiệu, kết nối và phát triển thị trường thương hiệu cho sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam có cơ hội cạnh tranh ngay trên sân nhà. Trong 2 năm trở lại đây, ngành công nghệ thông tin của nước ta đã có bước tăng trưởng đột phá. Theo sách trắng về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2013, doanh thu toàn ngành đạt gần 40 tỷ đô la, tăng trên 55%. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đạt trên 34 tỷ đô la, tăng trên 51% so với năm 2012. Tiêu biểu như VNPT Technology đang dần khẳng định vị trí trên thị trường nội địa với nhiều dòng sản phẩm như điện thoại thông minh, hệ thống thiết bị kết nối Wi-Fi, thiết bị tích hợp giáo dục giải trí Smartbox. Trong năm 2013, Việt Nam đứng trong top 10 nước châu Á có tốc độ tăng trưởng người dùng Internet nhanh nhất khu vực châu Á. Mặc dù dịch vụ và sản phẩm của ngành công nghệ thông tin đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng, tuy nhiên, nếu so với các sản phẩm có tính chất công nghệ cao như điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin và một số sản phẩm công nghệ cao khác hiện nay do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, thì tỷ lệ người tiêu dùng và ưa thích vẫn còn thấp.
Bộ Tài chính cho biết, tính từ đầu năm đến nay, Tổng cục Thuế đã đôn đốc thu ngân sách nhà nước 60% số nợ thuế tại thời điểm cuối năm 2013. Cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra 151.127 doanh nghiệp, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2013. Thanh tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế 1.624.700 hồ sơ. Tổng số tăng thu qua thanh tra là hơn 9.500 tỷ đồng, số tiền đã nộp ngân sách nhà nước hơn 6.700 tỷ đồng. Với vai trò thường trực ban chỉ đạo 389 về chống buôn lậu và gian lận thương mại của chính phủ, 11 tháng qua, cơ quan hải quan đã phát hiện bắt giữ 16.841 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 385 tỷ đồng. Trong tháng 11, toàn ngành hải quan thu hồi được tiền nợ thuế của các tờ khai quá hạn phát sinh từ năm 2013 trở về trước. Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 11, Vĩnh Long thực hiện xuất khẩu gạo với kim ngạch đạt gần 34% kế hoạch năm. Trong tháng 11, Vĩnh Long xuất khẩu gạo đạt kim ngạch gần 2,5 triệu đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng năm 2014 lên gần 53,7 triệu đô la Mỹ, giảm gần 59% so với cùng kỳ năm 2013. Do xuất khẩu gạo gặp khó khăn nên thời gian gần đây giá lúa gạo trong nước liên tục giảm. Hiện tại, giá lúa khô tại kho loại thường khoảng 5.450 đồng đến 5.550 đồng trên 1 kg, lúa dài khoảng từ 5.650 đến 5.750 đồng 1 kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.100 đến 7.200 đồng 1 kg và gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.850 đến 6.950 đồng 1 kg. So với thời điểm đầu tháng 11, hiện tại giá lúa giảm khoảng 300 đồng 1 kg. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 4 doanh nghiệp đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung với tổng công suất thiết kế dự tính khoảng 145 triệu viên một năm. Hai doanh nghiệp đã đầu tư đi vào hoạt động là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Tân Hải Long, khu công nghiệp Hòa Phú với tổng công suất thiết kế là 10 triệu viên một năm và doanh nghiệp tư nhân Phước Lộc Hải, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân có công suất thiết kế 1 triệu viên một năm. Hai doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư là công ty cổ phần Thạch Anh Bình Minh, khu công nghiệp Bình Minh với công suất thiết kế là 100 triệu viên một năm và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Phong Vinh, xã Tân Phú, huyện Tam Bình đang tiến hành các thủ tục đầu tư với công suất thiết kế là 34 triệu viên một năm. Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, khó khăn trong đầu tư phát triển vật liệu xây không nung là chi phí đầu tư lớn và thị hiếu của người tiêu dùng sử dụng loại vật liệu không nung hiện nay vẫn chưa rộng rãi. Thưa quý vị và các bạn, đến nay thì bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xuống giống vụ lúa đông xuân 2014-2015 với diện tích gần 50.000 hecta. Do phần lớn diện tích lúa đang trong giai đoạn mạ non đẻ nhánh đến làm đồng, khả năng không dịch hại sâu bệnh kháng dịch hại sâu bệnh không cao nên cây lúa rất dễ bị các đối tượng dịch hại tấn công, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng khi thu hoạch. Theo kinh nghiệm sản xuất lúa nhiều năm của anh Lê Giang Sáu ở ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, lúa trong giai đoạn mạ non đẻ nhánh đến làm đồng rất dễ mẫn cảm với các đối tượng dịch hại và sâu bệnh. Khi ở giai đoạn này, cây lúa trong quá trình phân hóa và hình thành cơ quan sinh sản, nên khi bị dịch hại sâu bệnh tấn công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành năng suất lúa sau này. Cái giai đoạn này nó xảy ra cái bệnh là thường gặp á. Là đạo ôn, đạo ôn như mắt én. Thứ hai nữa là cái vi khuẩn nó cũng hại lắm. Rồi cái thứ ba nữa là đốm vàng. Bà con mình nữa lẫn lộn giữa đốm vàng với đạo ôn. Cho nên là phải biết phân biệt được cái đạo ôn hay là cái đốm vàng mình trị nó mới dứt gốc. Nó là những cái bệnh thường gặp. Mấy ngày qua, thời tiết đang bắt đầu chuyển lạnh. Đây là điều kiện thuận lợi nhất để các đối tượng dịch hại và sâu rầy tấn công trên lúa. Trong đó, bệnh đạo ôn, đốm vàng và sâu cuốn lá là các loại dịch bệnh tấn công mạnh trên lúa. Trước tiên muốn là lúa trong cái giai đoạn mạ non này mà phát triển tốt thì chúng ta cần lưu ý những điều sau đây. Nghĩa là bây giờ mình phải theo dõi trên đồng ruộng hàng ngày để coi có phát hiện bệnh hay hoặc là sâu hại gì trên cây lúa không. Nếu mà có thì mình theo dõi chừng nào mà lúa mà đến cái ngưỡng phải phun thuốc thì chúng ta mới tiến hành phun thuốc. Còn nếu mà cái ngưỡng đó mà không đến nỗi thiệt hại thì chúng ta hạn chế đề phun thuốc để đảm bảo cho cái thiên địch nó trên đồng ruộng nó có đầy đủ để sau này nó hạn chế rầy nâu rầy sâu cuốn lá về sau.
Theo ngành chuyên môn, khâu chăm sóc lúa trong giai đoạn mạ non đẻ nhánh đến làm đồng được xem là một trong các yếu tố quyết định sự thắng lợi của toàn vụ. Do vậy, ngoài thực hiện đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn trong công tác phòng trị dịch hại sâu bệnh, bà con nông dân cần lưu ý thêm một số đối tượng dịch hại sâu bệnh khác như rầy nâu, chuột, sâu đục thân, bọ xích dài, sâu phao, bệnh cháy bìa lá, ngộ độc hữu cơ, giàn lá vi khuẩn. Đặc biệt là tăng cường công tác thăm đồng để kịp thời phát hiện sâu bệnh dịch hại để có biện pháp phòng trị đạt hiệu quả. Chương trình xin được tiếp tục với phần điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, trên báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Phong trào ném đá trên mạng, nhiều biệt thự công bị chiếm dụng. Con trai ông Trần Văn Truyền giải trình về tiền xây biệt thự. Bung tiền mua doanh nghiệp Việt, khởi động tháng du lịch mua sắm. Thưa quý vị và các bạn, trên trang nhất của báo Tuổi Trẻ đã đăng bài viết về diễn đàn chuyện tử tế, phong trào ném đá trên mạng. Đây là vấn đề văn hóa đang được rất nhiều người quan tâm. Có phải chuyện tử tế ngày càng ít, người tốt ngày càng ít, người vô cảm, bàng quan, hung hăng ngày càng nhiều? Những biểu hiện trong cuộc sống, những ứng xử trên mạng xã hội có vẻ đang diễn ra như thế. Không khó để điểm lại một số sự vụ ăn nhiều gạch đá của cộng đồng mạng thời gian gần đây, như sự nổi lên của ca sĩ nhà vườn Lệ Rơi, phát ngôn gây sốc của Kenny Sang, Sơn Tùng MTB ra ca khúc mới. Phong trào ném đá này chủ yếu tập trung vào giới trẻ và có ý kiến cho rằng sự lệch chuẩn về văn hóa đã đến mức báo động. Trong khi đó, có người cho hay đây đã thành bệnh trầm kha, khó chữa. Bỏ ra hàng trăm triệu đô la Mỹ đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt, nhiều doanh nghiệp ngoại kỳ vọng sẽ rút ngắn được thời gian thâm nhập thị trường Việt Nam. Đó là nội dung bài viết Bung tiền mua doanh nghiệp Việt đăng trên báo Tuổi Trẻ. Bài báo cho biết, xu hướng này đang ngày càng trở nên phổ biến khi thị trường liên tục đón nhận các thông tin mua bán sáp nhập. Trong khi vụ Mondelez International Mukino chưa ráo mực, tập đoàn bán lẻ Nhật Aeon Mall đã kịp tiến vào hệ thống siêu thị Citymart. Vì sao nước ngoài mua lúc này? Trả lời câu hỏi này, bà Phan Thị Tường Tâm, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các nhà đầu tư nước ngoài hiện đang rất quan tâm tới các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là một số lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng. Thêm vào đó, mặt bằng về giá cũng được nhận xét là ở mức hợp lý, nên các nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua bán sáp nhập. Nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn đón đọc báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay. Chuyên mục điểm báo sẽ được tiếp tục với những bài viết đáng chú ý được đăng tải trên trang báo Lao động. Hoãn thi hành án tử hình phút 89 kịch tính, doanh nghiệp sẽ bị khởi kiện nếu không đóng kinh phí công đoàn. Thịt trâu nhập giả bò chui vào bếp ăn khu công nghiệp. Xét xử vụ án Cát Tường, bác sĩ Tường định dựng hiện trường giả tai nạn giao thông. Trang 6 báo Lao động sáng nay có bài Quản thi hành án tử hình phút 89 kịch tính. Bài báo cho biết, sáng ngày 4 tháng 12, những phóng viên, luật sư và dư luận quan tâm đến vụ án giết hai nữ nhân viên bưu cục Cầu Voi, Long An đều bàng hoàng khi nghe thông tin sáng mai ngày 5 tháng 12 thi hành án tử tù Hồ Duy Hải. Mọi nỗ lực được quy động với một hy vọng là tạm dừng thi hành án tử hình để có thời gian làm rõ việc quan hay không, để không chỉ phạm nhân, gia đình và dư luận tâm phục khẩu phục với phán quyết của tòa án. Bởi vụ án này, những chứng cứ buộc tội bị cáo chưa được cơ quan tố tụng làm rõ. Và đặc biệt là có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình tố tụng được báo Lao Động nêu rõ trong bài báo. Vụ án giết hai nữ nhân viên bưu cục Cầu Voi, quan hay không cũng phải làm rõ ra ngày 3 tháng 12. Đề cập đến vấn đề nhập lậu thịt trâu từ nước ngoài giả làm thịt bò để đưa vào các bếp ăn tập thể, báo Lao Động sáng nay có bài Thịt trâu nhập giả bò chui vào bếp ăn khu công nghiệp. Bài báo cho biết, ngày 4 tháng 12, đội quản lý thị trường số 14 chi cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với phòng an ninh kinh tế BA81 công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra nhà bếp của hai đơn vị cung cấp suất ăn tập thể cho công nhân khu công nghiệp Nam Thăng Long và đã phát hiện món thịt bò trong suất ăn của người công nhân làm việc trong khu công nghiệp này thực chất là thịt trâu nhập khẩu. Kiểm tra kho đông lạnh nằm trong khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội của công ty An Việt, cơ quan chức năng đã phát hiện ra nơi tập kết một lượng lớn thịt trâu nhập khẩu chuyên cung cấp cho các bếp ăn tập thể. Sau đây là một số thông tin được đăng trên báo Thanh Niên số phát hành sáng nay với những thông tin nổi bật như sau. Đất công và những đứa con hư. Nhiều sai sót trong quản lý biệt thự. Phát hiện manh mối người phụ nữ bỏ rơi bé trai trên taxi. Bị cáo vụ Cát Tường khai báo quanh co.
Một vấn đề khá bức xúc hiện nay là vấn đề quản lý đất công. Báo Thanh Niên sáng nay có bài viết của tác giả Đình Sơn với tiêu đề Đất công và những đứa con hư. 115 khu đất với diện tích hàng ngàn mét vuông đang nằm ở mặt tiền những con đường lớn của các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang trong tay những doanh nghiệp nhà nước được sử dụng rất lãng phí. Hiện trạng có nơi bỏ hoang, có nơi thì xẻ đất cho thuê lại kiếm lời. Một số doanh nghiệp nhà nước nắm trong tay nhiều tài nguyên đất đai được nhiều ưu đãi nhưng hoạt động kém hiệu quả. Một chuyên gia nhận định đây là những đứa con hư cần phải có giải pháp giáo dục lại. Nếu không giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp thì việc dạy môn văn không có tác dụng gì cả. Đó là nhận định của Phó Giáo sư Bùi Mạnh Hùng, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được trích đăng trong bài viết Thay đổi hướng dạy môn văn. Bài báo cho biết, từ thực tế sinh viên ra trường, tốt nghiệp đại học vẫn mắc lỗi chính tả căn bản, nhiều cử nhân không tự viết nổi đơn xin việc đúng cách, ấp úng trong giao tiếp, nhiều chuyên gia đề xuất chương trình học phổ thông cần tập trung dạy ngữ văn theo hướng rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cho học sinh, lấy kỹ năng giao tiếp làm các trục chính. Cũng có ý kiến cho rằng chương trình môn văn phổ thông cần được chia theo hai hướng là môn tiếng Việt và môn văn để định hướng và giúp học sinh học tốt hơn đối với môn học căn bản này. Còn trên báo Người Lao Động sáng nay có thông tin về việc lo Tết sớm cho công nhân. Nhiều doanh nghiệp đã thông báo kế hoạch nghỉ Tết trả lương, trả thưởng để công nhân an tâm. Bài báo cho biết. Năm nay, tình hình kinh tế doanh nghiệp gặp nhiều thuận lợi nên nhìn chung công nhân sẽ có một cái Tết sung túc hơn. Công nhân được nghỉ trọn vẹn 11 ngày trừ những công ty hoạt động có tính chất đặc thù. Bên cạnh đó, tiền thưởng cho công nhân đa số là một tháng lương. Có công ty còn thưởng theo kết quả bình chọn cuối năm. Mời quý vị tìm đọc trên trang 6 của báo. Còn trên trang 7, báo Người Lao Động sáng nay có đăng bài viết chế tài để ngăn xung đột ở chung cư. Theo tác giả Minh Khanh, xung đột gay gắt và phổ biến nhất ở nhiều chung cư chính là tranh chấp diện tích sở hữu chung riêng. Bên cạnh đó là sử dụng quản lý chi phí vận hành, chuyển giao quỹ bảo trì 2% nên các mâu thuẫn leo thang thời gian qua. Nếu không có một quy chế quản lý chặt chẽ nhằm chấn chỉnh tình trạng này, e rằng tình hình an ninh trật tự tại các khu chung cư sẽ ngày càng nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu ở chung cư ngày càng cao và có nhiều chung cư được xây mới. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với những bài viết đáng chú ý được đăng tải trên trang báo Vĩnh Long số phát hành sáng nay. Bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi 10 sự kiện tiêu biểu của tỉnh. Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long long trọng tổ chức 35 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, ma túy trong phòng trọ. Trên trang nhất của báo đăng bài viết Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long 35 năm dựng bước đi lên. Bài báo cho biết, chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển, tập thể và cá nhân của Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đã được nhà nước, chính phủ và các bộ ngành tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, huân chương lao động hạng nhì và huân chương lao động hạng ba, 4 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 22 bằng khen của các bộ ngành trung ương. 35 năm nhìn lại, Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long đã có những bước tiến dài trong các mặt tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, xây dựng chương trình và hợp tác đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất và quan hệ hợp tác quốc tế. Lịch Ất Mùi 2015 vào mùa, đó chính là tiêu đề bài viết đăng trên trang 5 của báo, phản ảnh thị trường lịch đã bắt đầu sôi động. Gần một tháng nữa là đến Tết Dương lịch 2015, thời điểm này thị trường lịch Ất Mùi đã vào mùa. Năm nay, các mẫu lịch mang dấu ấn quê hương như đảo xanh nước Việt rất hút hàng. Một số khách hàng chọn mẫu này để tặng bạn bè, người thân ở nước ngoài. Riêng mẫu lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cửa hàng Fahasa Vĩnh Long cho biết đã đặt hàng, bộ lịch sẽ sớm có mặt ở thị trường Vĩnh Long. Tuy nhiên, theo các chủ hàng, hiện sức mua còn khá khiêm tốn. Trên trang 7 báo Cần Thơ có bài viết của tác giả Phạm Trung với tiêu đề Xây dựng lối sống trung thực, liêm chính trong thanh niên. Làm thế nào để xây dựng tính liêm chính trong thanh niên? Theo tổ chức hướng tới minh bạch, cơ quan đầu mối quốc gia của tổ chức minh bạch quốc tế tại Việt Nam, hầu hết thanh niên Việt Nam đều cho rằng tính liêm chính, trung thực quan trọng hơn tài sản và thành công có được theo những cách thiếu đạo đức. Những hành động thiếu liêm chính về lâu dài sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả là tiêu đề bài viết đăng trên trang 8 của báo Cần Thơ. Những năm qua, đóng góp của khối doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nói chung và các tỉnh thành nói riêng là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn những rào cản khiến doanh nghiệp FDI ngại đầu tư và tham gia xuất khẩu. Để thúc đẩy doanh nghiệp FDI xuất khẩu, các ngành chức năng cần quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc.
Chúng ta vừa theo dõi những thông tin trên các báo số phát hành sáng nay. Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Vĩnh Long sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tăng cường xuống miền Trung vào hôm qua, thì hôm nay không khí lạnh khuếch tán xuống Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Do vậy thì có khả năng nền nhiệt miền Đông sẽ giảm mạnh từ 2 cho đến 4 độ. Vào đêm ngày mai 6 tháng 12, trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Vùng núi sẽ xuống đến 19 đến 21 độ, các nơi khác ở miền Đông xuống còn 21 đến 23 độ. Còn miền Tây cũng sẽ giảm nhanh nhưng sẽ chậm hơn 1 đến 2 ngày. Thời tiết từng khu vực trong đất liền được dự báo như sau. Tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Mỹ Tho thì ngày mây thay đổi, có lúc nắng nhẹ, hầu hết không có mưa, nhiệt độ ngày tiếp tục ổn định và cao nhất từ 31 cho đến 33 độ. Đêm về sáng nhiệt độ vùng núi giảm nhẹ xuống 24 độ, trong khi các nơi khác thì giữ mức thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ. Tại Cần Thơ vào ngày mai được dự báo là ban ngày trời nắng, có lúc nắng nhẹ và không có mưa, còn Rạch Giá thì chiều nhiều mây và có mưa rào nhẹ, nên nhiệt ngày và đêm duy trì như hôm qua, cao nhất khoảng từ 32 cho đến 33 độ, còn về đêm thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ. Tại Phú Quốc và Cà Mau, cả hai khu vực vẫn còn có mưa rào nhẹ, nhưng Cà Mau thì có mây nhiều hơn, do vậy ban ngày cả hai khu vực đều mát, nhiệt độ cao nhất là 32 độ, còn về đêm thì nhiệt độ Cà Mau sẽ cao hơn một chút. Phần cuối của bản tin hôm nay là phần dự báo cho Vĩnh Long và các khu vực lân cận. Ngày nắng yếu và cả khu vực đều không có mưa. Tuy không mưa nhưng nền nhiệt không tăng và giữ mức cao nhất từ 32 cho đến 33 độ. Ban đêm nhiệt độ cũng chưa giảm nhiều, thấp nhất khoảng 25 độ. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin dự báo thời tiết. Thân ái chào tạm biệt.